Đây là hình ảnh đoạn kè biển dọc các ki-ốt trên đường Bình Minh, thị xã Cửa Lò, Nghệ An. Phần kết cấu bằng kè bê tông trọng lực nứt gãy, nghiêng kéo dài hàng chục mét. Nhiều mảng bê tông và gạch bị sóng hất văng lên bờ, chắn ngang lối đi dành cho người đi bộ. Theo Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng thị xã Cửa Lò, đợt mưa bão năm 2020 đã khiến 300 mét chiều dài kè đường dạo bộ chắn sóng bị hư hỏng và 500 mét chiều dài kè chân biển bị xói lở. Sau đó, thị xã đã cho sửa chữa tạm thời với kinh phí khoảng 1,7 tỷ đồng, chủ yếu là từ nguồn xã hội hóa để phục vụ mùa du lịch. Tuy nhiên, đợt mưa bão vừa qua, một số vị trí lại tiếp tục bị sóng biển đánh sập, gãy đổ. Nhiều người dân lo lắng trước hiện tượng hư hỏng kè biển chưa có dấu hiệu dừng lại. Hiện thị xã Cửa Lò đã có dự án làm kè chắn sóng dài khoảng 1,6 km với chi phí hơn 40 tỷ đồng. Phần kè biển còn lại thuộc dự án của Sở Du lịch Nghệ An triển khai trong thời gian tới.